Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Echino. Và hiện trên tay của Cáo đang là hộp của chiếc Vivo V1 Max. Đây là một chiếc phablet đến từ hãng sản xuất Vivo. Ngay sau đây sẽ là video như truyền thống, đập hộp và sau đó là đánh giá nhanh. Hộp đựng của Vivo V1 Max rất tối giản, hoàn toàn không in bất kỳ thông số nào về phần cứng. Đây có lẽ là truyền thống vì trên các dòng máy khác thuộc Vivo thì hộp cũng tương tự. Tuy nhiên thì nếu nói là tối giản hoàn toàn thì cũng không đúng, vì trên bốn cạnh của hộp đều được in tên của hãng là Vivo. Khi mở hộp thì chúng ta sẽ thấy ngay chiếc V1 Max. Phụ kiện sẽ bao gồm một miếng ốp bằng nhựa trong, đi kèm khay lấy sim, tai nghe cùng cáp micro USB. Củ sạc đi kèm hộp thì được thiết kế khá đơn giản. Theo cáo thì củ sạc này cũng không đi kèm tính năng sạc nhanh khi mà nguồn ra chỉ có 5V 1000mAh. Và phần giới thiệu phụ kiện đã xong, mình sẽ quay trở lại với chiếc Vivo V1 Max. Về thiết kế, thiết bị sẽ có màn hình kích thước 5,5 inch. Góc trái bên trên sẽ là vị trí in logo thương hiệu Vivo. Phía trái của loa thoại sẽ là cảm biến, bên phải sẽ là camera trước với độ phân giải 5MP. Cạnh viền của máy không thực sự mỏng. Bù lại thì phần phím điều hướng Android được nhà sản xuất mang ra ngoài dưới dạng phím bấm cảm ứng vật lý. Trong khi các mẫu smartphone thuộc những nhà sản xuất khác đang có xu hướng tích hợp phím điều hướng và màn hình thì V1 Max lại giúp người dùng tận dụng được hoàn toàn diện tích màn hình để sử dụng. Cạnh phải của máy sẽ là phím nguồn và tăng giảm âm lượng, cạnh trái sẽ là vị trí đặt khay sim, đồng thời cũng là khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Hiện tại thì có khá nhiều thông tin nói rằng V1 Max được gia công hoàn toàn bằng chất liệu kim loại nguyên khối. Tuy nhiên thì cáo lại nghĩ khác, điều này thì càng được khẳng định khi mà nhìn vào phần mặt lưng của thiết bị. V1 Max sẽ có phần thân giữa là bằng kim loại, hai phần trên và dưới là bằng nhựa. Cũng khá dễ hiểu khi đây là phần đặt vị trí hai anten thu quét sóng, nhựa sẽ giúp máy bắt sóng tốt hơn. Phần mặt lưng thì cũng là dạng nguyên khối khi mà không thể tháo rời để thay pin. Trên góc trái sẽ là camera chính với độ phân giải 13MP và đèn flash LED trợ sáng. Máy sẽ có hai loa ngoài đặt ở vị trí đối xứng trên và dưới với mặt sau. Ngay phần trọng tâm sẽ là logo Vivo được in nổi trên một nền kim loại. Đây cũng là điểm nhấn giúp tổng thể máy trở nên sang trọng hơn. V1 Max sẽ có cổng kết nối lần lượt với jack tai nghe 3.5mm trên đỉnh máy và cổng sạc micro USB ở phần đáy. Về cấu hình, thiết bị sẽ có màn hình 5.5 inch, độ phân giải HD 720p, mật độ điểm ảnh vào khoảng 267 ppi. Khá đáng tiếc là Vivo lại không nâng chất lượng màn hình lên thành Full HD. Nhưng mà may mắn thì phần màn hình này vẫn cho khả năng hiển thị màu sắc tốt, tươi tắn, góc nhìn rộng do sử dụng tấm nền IPS và độ sáng màn hình khá cao. Toàn bộ phần mặt trước thì cũng bảo vệ bởi một lớp kính cường lực Gorilla Glass 3. Bên cạnh đó thì chip xử lý trên thiết bị sẽ đến từ Qualcomm với phiên bản Snapdragon 615 với 8 nhân xử lý trên nền 64 bit, RAM sẽ là 2GB. V1 Max sẽ có camera trước 50MP và camera sau là 13MP. Bộ nhớ trong sẽ là 16GB và hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ tối đa thêm 32GB. Toàn bộ thiết bị sẽ được hoạt động bằng pin dung lượng 2720mAh. Ưu điểm mà mình đánh giá cao nhất trên V1 Max chắc hẳn sẽ là bộ tinh chỉnh phần mềm mà thiết bị này được trang bị. Hệ điều hành này thì được phát triển dựa trên nền Android phiên bản Android 5.0 Lollipop và nó được Vivo tùy biến lại với cái tên là FunTouch OS. Bộ giao diện được tùy biến lại với các icon ứng dụng, sẽ không có phần tổng hợp menu ứng dụng riêng mà được thể hiện lên hết phần màn hình chính. Những ưu điểm trên bộ giao diện này bao gồm việc hỗ trợ tác vụ vuốt ngón tay, vuốt xuống để truy cập vào phần tìm kiếm trên điện thoại. Nếu những nội dung bạn tìm kiếm không xuất hiện trên điện thoại thì nó sẽ tìm kiếm ngay trên internet với nội dung tương ứng. Khi vuốt ngón tay từ phím home ngược lên phần màn hình, điện thoại sẽ kích hoạt một tab thể hiện những ứng dụng đa nhiệm đang mở, phần tùy chỉnh nhanh độ sáng của màn hình và cuối cùng sẽ là kích hoạt nhanh các phím tính năng cũng như là các dạng kết nối. Nếu bạn nhàm chán với những bộ giao diện mặc định, Vivo cũng hỗ trợ những bộ theme dưới dạng online. Người dùng chỉ việc tìm kiếm và tải về là có thể sử dụng. Thiết bị cũng được trang bị một phần mềm quản lý có tên là iManager. Phần mềm này sẽ hỗ trợ đa dạng những tính năng như dọn dẹp file rác trên điện thoại, giám sát dữ liệu sử dụng, quản lý pin, chặn số điện thoại làm phiền, v.v. Điểm mà mình thích nhất trên phần mềm V1 Max là nó hỗ trợ rất nhiều những cử chỉ thông minh. Khi vào phần cài đặt, phần tab cuối cùng sẽ hỗ trợ rất nhiều những cử chỉ điển hình với SmartWatch. Người dùng có thể chạm 2 lần vào màn hình khóa để có thể mở máy, vuốt xuống 1 lần hoặc vẽ chữ cờ để bật nhanh camera, vẽ chữ M để phát nhạc, hỗ trợ cả tính năng vuốt không chạm để hiển thị thông báo. Bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ hiển thị một cửa sổ đa nhiệm và cho phép gắn tính năng kích hoạt nhanh vào phím tăng giảm âm lượng. Như điển hình thì mình sẽ giữ nút tăng giảm âm lượng để mở đèn flash. Ngoài ra thì vẫn còn rất là nhiều những ứng dụng thông minh chờ chúng ta khám phá. Phần giao diện trên camera của máy rất đơn giản, trực quan, hỗ trợ nhiều chế độ chụp như là chụp bình thường, chụp ảnh khuôn mặt, HDR, chụp toàn cảnh, chụp đêm. Tuy nhiên thì thiết bị lại không hỗ trợ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp cho phép tùy chỉnh nhiều về thông số. Về tính năng thì phần mềm camera trên máy cũng hỗ trợ việc tắt mở âm thanh khi chụp, chụp khi tay chạm vào màn hình, chụp hẹn giờ và tùy chỉnh chất lượng video, v.v. Và mình vừa thực hiện xong video mở hộp cũng như đánh giá nhanh chiếc Vivo V1 Max. Thiết bị này thì hiện đang có giá bán là 6.490.000 đồng. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi channel. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.